Mới đây Trấn Thành và ekip đã tổ chức buổi công chiếu sớm phim Mai tại Mỹ, đồng hành cùng với nam diễn viên có Harry Won, Lê Giang, Ali Hoàng Dương và Lê Dương Bảo Lâm. Hồng Đào là diễn viên duy nhất trong phim Mai có mặt để quảng bá cùng với Trấn Thành. Trước đó theo thông báo của Trấn Thành, phim Mai được khởi chiếu gần 200 rạp phim tại chín quốc gia, bao gồm Mỹ, Canada và các quốc gia châu Âu khác. Đây cũng là dự án điện ảnh Việt đầu tiên được công chiếu cùng lúc ở hai châu lục. Mai là phim điện ảnh Việt Nam có doanh thu phòng vé cao nhất mọi thời đại. Vào ngày 4 tháng 3, phía Trấn Thành đã xác nhận dự án cán mốc 500 tỷ đồng sau 27 ngày công chiếu. Trước đó, phim cũng liên tục lập những kỷ lục khủng về phòng vé, đồng thời giúp Trấn Thành trở thành đạo diễn nghìn tỷ đầu tiên của điện ảnh Việt.